Xin chào mọi người. Giảm giá sốc nhất từ đầu năm đến giờ. Và đây là cái giảm giá để kết thúc cái năm này. Mình là nhiều tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử Bitcoin hay nhất tại Việt Nam, trong nước và ngoài nước. Chấm hết. Ở đây mình cung cấp chất xám cho bạn về Bitcoin. Mình cung cấp những thông tin rò rỉ trước khi một người nào nói về nó. Mình cung cấp tín hiệu cho bạn để chốt đơn tín hiệu là tín hiệu của tương lai, tín hiệu của spot và đầu tư dài hạn và tư vấn nữa. Ok, thì cái nền tảng này là cái nền tảng Twitter và cái thể lấy cái tên của thằng cu này dán nó vô đây để bạn tìm được mình. Hôm nay đây là những cái tín hiệu người ta anh em ngoài xã hội đúng không? Dùng tín hiệu spot của mình để chờ tương lai. Bạn à, bạn khoa một bạn chúng rất là thường xuyên hai chục triệu ngày hôm nay. Bạn thanh, bạn hùng chúng à, bảy trăm mấy chục triệu bảy trăm mấy phần trăm ngày hôm nay đây là hai cái lệnh của tương lai nó đang chạy tất cả những cái người mà đăng chúng cái này chúng cái nọ trên cái nền tảng này á mà kéo xuống mà các thầy thấy là những người thật vì thật không ngoài sội mình không trả phí cho anh em để làm những cái vấn đề rác rưỡi như vậy gọi là giả mạo ok không làm vậy làm sao xác thực tín hiệu của mình spot mình đã làm công việc này hơn bốn năm mấy trời mình đã quyết định từ cái con giá 17.300 cập nhật tín hiệu cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước hơn 11 tháng làm sao xác thực tín hiệu của mình coi cái video 16 phút này mình nói về cái video 16 phút này á cả mấy trăm lần rồi đó nó là một cái video quan trọng nhất trong tất cả những cái video trên mạng xã hội ngay bây giờ tại sao bởi vì nó có thể dẫn dắt bạn làm sao xác thực 11 tháng tín hiệu của mình tín hiệu của mình tín hiệu là sao tín hiệu là mình nói một giờ nữa chuyện gì xảy ra một tiếng nữa chuyện gì xảy ra, một ngày nữa chuyện gì xảy ra cũng giống như cái đồng Salana vừa rồi. Cũng giống như cái đồng Link vừa rồi. Cũng giống như cái đồng BTC hôm nay mình cung cấp cho bạn vừa rồi. Ok, vừa rồi là vài tiếng trước thôi. Nhưng mà làm sao xác thực coi cái video này. Vậy thôi, bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên, coi cái video này. Bạn muốn có được tự do tài chính, coi cái video này. Chăm hết. Ok. À, cái video này thì nó nằm ở trên cái nền tảng này Đây là cái tên tiền tín hiệu giá Bitcoin, Ethereum, altcoin của tôi chính xác tới 90-95%. Làm thế nào để kiểm tra? Coi nó, ok? Nếu bạn muốn thắng cuộc chơi, coi nó. Nó quan trọng với những người nhảy vô nhảy ra. Nó quan trọng với những người đầu tư dài hạn. Chấm hết, ok? Còn những người khác thì không quan trọng với tôi đối với bạn. Tiền Academy trên YouTube. Mình đã làm cái vấn đề này hơn 3 năm mấy trời. Ok, số nhiều là mình nói về Bitcoin. Mình đã có 4.700 cái video. Ok, và không phải là một cái video, những cái video là vài phút đâu những cái phát trực tuyến của mình lên tiếng 1 tiếng cho tới 5 tiếng đồng hồ lên tới 2 giờ sáng ngồi với anh em ok lên đó ok cho những người nào mà gọi là chưa biết tiền điện tử là gì bitcoin là gì mình khuyên bạn lên cái nền tảng này coi những cái phát trực tuyến bỏ ra một ngàn tiếng ok nếu bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên bạn muốn có được tự do tài chính và mình đã nói rồi cái chìa khóa duy nhất mà có được tự do tài chính đó là bitcoin và đồng và đâu khoảng có hai chục đồng trong tiền điện tử hai chục đồng nó đang giúp nguyên cái nền tảng tiền điện tử phát triển còn tất cả những cái thứ khác 99.9 là rác và chuẩn bị tới đây nó sẽ trở thành rác nếu bạn đang nắm giữ rác mà bạn không biết là bạn đang nắm giữ rác thì chuẩn bị tới đây bạn sẽ phá sản chấm hết ok thì đây là cái giảm giá cho những người mới và những người đang dùng dịch vụ của mình ngay bây giờ vô cái đầu tiên spot đó. ok spot là uh, vừa rồi là cái giá là 50 USDT. Ok. Trong cái 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 cái, cái lễ sốc này đó mình sẽ giảm tín hiệu spot nghe. Là giảm nó thành 35 USDT. 35 USDT. Ok. Từ 50 xuống còn 35 USDT. Cái uh, cái phí vào cửa của spot ngày cái phí vào cửa của spot đó nó lại là vào cửa bất cứ vô một cái nền tảng mình là nó có cái phí vào cửa là 50, không quan trọng là bạn đăng ký một cái dịch vụ nào. Ok. Thì cái phí vào cửa từ 50 mình giảm nó xuống còn 25. Giảm hai uh, ok, phí vào cửa 50 giảm xuống 25 Nhà cho tất cả những người nào muốn bước vào cửa, không quan trọng là cái dịch vụ nào. Ok. Thì phí vào cửa sẽ bớt từ 50 xuống còn 25. Mỗi tháng như vậy là 50 bớt thành ok, bớt thành 35, 35, 35. Những người những người cũ ngay những cái người mà đang đăng ký ngay bây giờ đó nếu bạn muốn gia hạn không quan trọng là bạn gia hạn 3 tháng hay là 6 tháng là một năm gì đó bởi vì bạn đã trải nghiệm cái tính hiệu rồi bạn biết cái xác suất nó như thế nào rồi ok thì mình sẽ giảm sốc hơn nữa là mỗi tháng bạn gia hạn như vậy đó thì nó nó chỉ có ba chục usdt có nghĩa là mỗi tháng bạn được giảm hai chục usdt ok cho những người nào đã đăng ký rồi đã đăng ký rồi chỉ dịch vụ đó cho những người nào đã đăng ký rồi spot advance là mình cho bạn con giá mua và con giá bán. Cái vợ giờ chừng nào mà uh, tới thời điểm mà mua mình cho bạn mua. Tới thời điểm mà bán mình cho bạn bán. Ok. Bao nhiêu cái đồng mình cũng cấp cho bạn. Ok. Lúc mà mình làm ra một cái tín hiệu cho là hôm nay mình làm ra cái tín hiệu Solana thì mình cũng làm một cái uh, cái spot nâng cao của Solana mình nói ok vô, mua vô. Ok. Thì cái dịch vụ đó giá vừa rồi nó là 25 USDT. Ok, mỗi tháng thì mình giảm cho những người nào đang đang đăng ký ngay bây giờ. Ok, thành còn 15, từ 25 giảm thành 15. Cái mà spot nâng cao. Ok, chỉ dành cho những người nào đã đăng ký spot rồi. Nghe bạn mới có thể đăng ký được thêm cái nâng cao. Tương lai tương lai tương lai. Về tương lai đúng không? Thì cái phí cho những người đang đăng ký đường tương lai ngay bây giờ thì cái giá nó đã tăng lên 50, 50. Thì riêng bạn nếu bạn muốn gia hạn 3 tháng, 6 tháng tùy bạn. Ok thì cái giá nó sẽ là 25 USDT. Có nghĩa là 500.000 mỗi tháng cho cho tín hiệu tương lai cho những người đã đăng ký, đã đăng ký. Cho những người nào mới bước vô, nghe mới bước vô. Ok. Thì mình sẽ hủy luôn. Mới bước vô cái nhóm tương lai, mình hủy luôn cái phí vào cửa là 50 hủy hoàn toàn. Hủy hoàn toàn cái phí vào cửa là 50 USDT, hủy không cần đóng bạn chỉ đóng cái thanh tiền tháng thôi là 50 USDT để nhảy vô ok và tất cả những cái giảm giá này đó nó sẽ xảy ra ngay bây giờ và tới kết thúc ngày thứ bảy vậy thôi nghe tầm đâu tầm khoảng có 10 giờ tối ngày nữa thứ bảy là hết nghe chủ nhật là không nhận giảm giá nữa thứ hai không nhận giảm giá nữa và cái đây là cái giảm giá sốc nhất trong từ đầu năm đến giờ ok? những đồng shitcoin Vừa rồi mình chia sẻ cho bạn 6 đồng shitcoin 6 đồng shitcoin như vậy á Thì bạn không có cần đóng phí vào cửa Hay là bất cứ một thứ gì hết 6 đồng Nó sẽ nhân cái tài khoản của bạn lên 4 lần Trong những cái Trong cái ngày và những cái tuần tới đây Nó có thể tốn những ngày tới đây Và những tuần tới đây Chứ không phải là những tháng nha Mình không nói những tháng Ok Thì vừa rồi nghe Cho những người nào Mà đang nằm trong cái nền tảng của mình rồi đó Thì vừa rồi là cái giá mà bước vô á Là 25 Đúng không Mình giảm nó thành 15 cho những người nào đã đăng ký đã đăng ký cái nền tảng của mình rồi thành 15 cho những người mới chưa bao giờ va chạm bạn muốn nắm giữ 6 cái đồng này những cái ngày và những cái tuần tới đây để bạn nhân lên uh, 1x 2x 4x đúng không thì cái phí sẽ giảm từ 25 trở thành 20 USDT thôi 20 USDT để bạn lấy được 6 đồng này để bạn rót tiền xu tiền cắt của bạn ok thì đó là vậy đầu tư dài hạn của mình đầu tư cho những đầu tư dài hạn với mình là có nghĩa là mình cung cấp cho bạn tất cả những cái đồng mình nắm giữ dài hạn. Mình sẽ cho bạn cái điểm mua vô và cái điểm bán ra. Ok. Những cái đồng mình cung cấp cho bạn, mình cho bạn những cái dữ liệu tại sao mình nắm giữ nó. Ok. Không chỉ vậy nữa, tương lai tới đây từ năm 2024 và năm 2025. Chuyện gì xảy ra với những cái đồng đó, nó liên quan với cái giá, dao động giá thì mình đều cung cấp cho bạn. Từ đây tới năm 2024 và năm 2025 thì cái đó mới là quan trọng và cái nó cái đó mới là quý giá. Cho những người nào nghe cho những người nào ok đang nằm trên cái trong cái nền tảng của mình ok thì vừa rồi cái giá của nó là 150 lần năm ok thì mình sẽ giảm cho bạn thành 100 để lấy những cái dữ liệu những cái data của những cái đồng mình nắm giữ gần tới hai chục đồng rồi chứ không phải là không phải là vài đồng nhớ nhớ là, là hai chỉ có hai chục đồng thôi nó giúp bạn có được tự do tài chính cho những người nào mà vốn ít bạn đầu tư vô bitcoin ngay bây giờ nó bạn sẽ cũng không có được tự do tài chính cho những người nào muốn ít thì bạn phải phân nó ra biết là một phần trăm nhỏ nhỏ bỏ vô bitcoin còn một cái phần trăm lớn thì phải bỏ vô những cái đồng mà nó đang có tính chất thật nó đang xây dựng cái nền tảng tiền điện tử này để bạn mới có được tự do tài chính thì từ năm 150 giảm xuống còn 100, 100, 100. cho những người mới mới muốn bước vô cái đầu tư dài hạn okay? thì cái giá mà bước vô vô, vô cổng á, rõ ràng nó là 50 hủy nó hoàn toàn hủy hoàn toàn cái giá bước vô cổng 50 cái giá mà đầu tư dài hạn là 150 lần Ok thì mình giảm luôn thành 120 một